Tử vi tuổi Canh Thân 1980 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị, có thể nói rằng khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu, vì thế mà họ có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng này, gia chủ tuổi Canh Thân có gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đen đủi, xui xẻo, đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Xin mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tháng 1 âm lịch. Tháng 1 được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần, Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tốt Thành Hỏa Cục. Xung Thân, Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi, Tuyệt Dậu. Đối với những người tuổi Canh Thân trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 1 tới ngày 23 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Dần. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 1 tới ngày 7 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Giáp Dần. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Canh Thân trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 1 tới ngày 14 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 1 tới ngày 26 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 1 tới ngày mùng 10 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Gia Trung Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Canh Thân 1980 trong tháng 1 âm lịch. Với tuổi Canh Thân, tháng 1 âm lịch là thời điểm mà công việc của bạn gặp khá nhiều khó khăn. Chính vì thế mà cuộc sống càng ngày càng nhiều áp lực. Họ đang có phần lơ là với việc cần làm, chính vì lẽ đó nên dễ mắc sai lầm. Quyết định nông nổi, bồng bột ở thời điểm này có thể khiến bạn phải trả giá khá đắt, nhưng chỉ có thể trách bản thân bạn chứ chẳng thể đổ lỗi cho ai. Bản mệnh nên dành thời gian để suy nghĩ, tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân mình. Canh Dương Kim gặp Thân Dương Kim nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong tháng này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Trong tháng này, các gia chủ canh thân sẽ cần chú ý ngày âm lịch 12 tháng 1, tức ngày 23 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là nhâm dần. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi canh thân sinh năm 1980. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi canh thân. Tháng 1 âm lịch là tháng khó khăn đối với những người tuổi canh thân sinh năm 1980. Công việc của bản mệnh bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng không được như ý. Bản tính thiếu quyết đoán nên có khi đứng trước cơ hội trời cho, bạn lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin lời người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu. Cuối cùng, mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, nhưng chú ngựa sẽ mắc sai lầm. Con đường công danh sự nghiệp vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Để may mắn thành công, các gia chủ canh thân hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tài lộc của tuổi canh thân. Do công việc của tuổi canh thân không thuận lợi nên tiền không đủ dùng. Nếu bạn thiếu tiền, tốt nhất nên nhờ sự giúp đỡ của người thân hoặc bạn bè thay vì chọn một khoản vay, bởi có thể khiến bạn bị lừa đảo. Tháng 1 âm lịch, tốt nhất bạn lên kế hoạch cho tháng sau để tăng thu nhập, duy trì tài chính. Bạn cần thận trọng, không hành động bốc đồng. Tuổi canh thân cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Bạn cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Để con đường tài lộc hành thông rộng mở bước sang một bước mới, các gia chủ canh thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, truyền khí tốt, giúp vào sự hành thông tốt lành. Tình cảm và gia đạo. Tháng 1 âm lịch này, do ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới tình cảm đôi lứa của tuổi canh thân, hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương, nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên thận trọng, trân trọng người bên cạnh, đừng có mới nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Bạn cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp của gia đình, nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, những người trước này vẫn thân thiết, có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Đặc biệt trong tháng 1 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Để kích đáo hoa, tăng hòa hợp vợ chồng, gia chủ tuổi canh thân nên sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn của kênh Phong thủy Gia Cát. Pháp khí sẽ có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu quý nhân, may mắn, đem lại bình an cho gia chủ. Sức khỏe của tuổi canh thân. Vận trình sức khỏe của tuổi canh thân theo tử vi tháng 1 âm lịch cho rằng tình trạng không được tốt lắm. Tuổi canh thân thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Cho nên thời điểm này, bản mệnh nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Bạn cũng nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Ngoài ra, tuổi canh thân có khả năng mắc bệnh liên quan đến tim mạch, nên phải hết sức đề phòng những nơi tối tăm, ẩm thấp, những nơi u uất, không nên qua lại nhiều, tránh ức chế những chuyện vô bổ. Đồng thời, bạn cần phải khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, hơn nữa nên tập thể dục, ăn uống có chế độ, điều dưỡng cơ thể. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi canh thân cần mang bên mình vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Vòng tam giác khai vận được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kết tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình tử vi của gia chủ Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 1 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể vận dụng vào cuộc sống của mình để có kết quả thật tốt đẹp. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.